10 điểm review xin chào các bạn. Tù nhân này vừa mới bước chân xuống trại đã cả gan thách thức nhổ bọt vào đám tù cũ. Thái độ bố đời của anh ta khiến đám tù nhân rất ngứa mắt. Tất nhiên là anh ta sau đó được bọn chúng dạy dỗ luật buồng một cách nghiêm khắc. Sở dĩ anh ta được chăm sóc đặc biệt như vậy còn có một lý do khác. Trước đó anh ta từng là một cảnh sát hình sự. Trong nhà tù này có cả một cơ số tội phạm bị anh ta đưa vào đây bóc lịch. Chính vì vậy anh nghiễm nhiên trở thành mục tiêu mà bọn chúng ngắm đến. Nhưng anh ta chẳng hề sợ hãi gì đám tù nhân này, vì nhờ bản tính cục súc của mình anh được một ông trùm trong tù để mắt tới, còn thu nhận anh làm đàn em thân cận. Tuy là một tù nhân, nhưng ông trùm kia có quyền lực tới độ chi phối toàn bộ hoạt động của cả nhà tù. Thậm chí việc ra vào nhà tù đối với ông ta cũng chỉ là một chuyến dạo chơi bình thường. Vậy tại sao một cảnh sát như anh ta lại phải chịu cảnh tù tội? Và thân phận của ông trùm trong tù kia rốt cuộc là ai? Mời các bạn cùng 10 điểm review theo dõi hết bộ phim này nhé! Người đàn ông này là Yugan, anh ta là một cựu cảnh sát bị bắt vì nhiều tội danh như nhận hối lộ, phá hủy chứng cứ, bạo lực và bảo kê xã hội đen. Anh ta được chuyển tới một nhà tù, nơi mà nửa non số tội phạm thi hành án trong đây là do anh ta đưa vào. Yugan khác với những tù nhân khác, áo anh ta có mác vàng, tức là tội phạm cần được quan tâm. Thấy vẻ mặt bố đời của Yugan đi xuống khiến đám tù nhân ở dưới ngứa mắt, anh cũng chẳng nể nang gì mà tặng cho hắn mấy bãi đờm béo ngậy. Tuy rằng đã được đám quản ngục cản lại, nhưng chờ đón Yugan vẫn còn một màn trào buồng khó mà tránh được. Vừa khéo thế nào tên đại ca của buồng này lại là tên bị Yugan bắt thời gian trước, hắn ta đánh anh chưa đủ, còn đứng lên đầu anh đi tè. Đây là nỗi sỉ nhục khiến Yugan không thể chấp nhận, anh dụ hắn tới gần rồi lao lên cắn nát một bên tai của hắn. Sau đó dùng bóng đèn tiếp đe dọa chúng phải cho anh gặp mặt trưởng ngục, thấy anh quá manh động đám cai ngục chỉ có thể đáp ứng. Hóa ra mục đích Yugan đòi đến gặp trưởng ngục là muốn ông ta tạo điều kiện cho mình ở buồng riêng, chỉ cần như vậy thì anh sẽ không gây rắc rối gì nữa. Nhưng thái độ bố đời của anh lại không vừa mắt trưởng ngục, anh vừa ra ngoài đã được giám thị dẫn theo mấy tên bạn tù đuổi theo chăm sóc. Sau đó Yugan được đưa tới phòng xưởng, ở đây anh chạm mặt với ông trùm thực sự của nhà tù này Ikho. Ông ta thấy Yugan mới vào nhưng đã rất ngông cuồng, nên cần phải dạy dỗ cho anh một chút. Ở nhà tù này, Ikho là người mà không ai được phép bật lại. Ông ta đưa Yugan lên máy cưa, dọa cắt đứt một cánh tay của anh, chỉ đến khi Yugan sợ hãi hứa rằng mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời thì mới được thả ra. Nhưng lúc này quần anh cũng ướt sũng hết cả rồi, sau đó Yugan còn bị tống vào phòng biệt giam. Quả là xấu hổ thực sự mà, đường đường là cảnh sát mà bị người ta dọa ướt cả quần. Tuy nhiên trong thời gian này Yugan cũng hỏi thăm được cai ngục về ông trùm Ikho kia. Ông ta tuy là tù nhân nhưng vốn ông ta không thuộc một băng đảng xã hội đen nào cả, nhưng ông ta lại có rất nhiều tiền. Từ trưởng ngục tới giám thị trong nhà tù không ai là không nhận tiền của Ikho, chỉ cần là đàn em dưới trướng của ông ta thì sẽ nhận được nhiều lợi ích. Nhưng cũng không phải mọi người chỉ sợ ông ta vì tiền, mà bản tính của ông ta cũng rất độc ác. Ông ta coi mình là vua của cái nhà tù này, bất kể kẻ nào dám động đến ông ta, nhẹ thì bị móc mắt ăn sống, nặng thì chết bất đắc kỳ tử. Bên này ông trùm Ikho cũng tranh thủ điều tra về lý lịch của Yugan. Tuy rằng anh ta là một cảnh sát biến chất, tham ô, hối lộ, hủy vật chứng hay thậm chí cả bảo kê băng đảng, nhưng anh ta vẫn là một kẻ được việc. Yugan còn được giới tội phạm gọi với cái biệt danh tử thần, vì một khi anh ta đã nhắm vào kẻ nào thì kẻ đó sẽ không thể nào chạy thoát được. Ikho nghe thấy vậy thì có chút hứng thú với anh. Vài ngày sau, Yugan được thả sau khi chịu biệt giam. Một tên tù nhân nhận ra anh vội chạy đến chào hỏi, hóa ra hắn ta từng là kẻ đưa tin cho anh lúc còn làm cảnh sát. Hai người đang trò chuyện thì tên đại ca bị anh cắn nát tai tìm tới gây chuyện. Hắn đâu thể nào bỏ qua cho Yugan dễ dàng như vậy, nhưng Yugan chẳng hề sợ mà còn cướp lấy cây gậy của quản ngục phản kháng. Đúng lúc này Ikho đi tới, ông bảo tên đại ca kia nhìn như mấy thằng bắt nạt cấp 3 vậy. Vì thế ông ta đề nghị hai người đấu một trận sòng phẳng để giải quyết. Yugan thấy vậy cũng đồng ý, còn tên đại ca kia vì để giữ mặt mũi cũng không thể từ chối. Ikho quay sang bảo quản ngục một cái là trận đấu đã có thể diễn ra. Bắt đầu Yugan lao lên tấn công trước, lúc này anh chiếm thế thượng phong khi liên tiếp cho tên đại ca ăn đòn. Nhưng hắn cũng là một tên ma cô chơi dơ và không dễ đối phó, thậm chí còn chờ trực để cắn lại Yugan. Nhưng rốt cuộc thì Yugan xuất thân là một cảnh sát hình sự, anh nhanh chóng ra đòn quyết định đánh gục tên đại ca hoàn toàn. Không chỉ có Yugan, mà tất cả những tù nhân khác ở đó đều vui mừng cho chiến thắng này. Vì hôm đó họ sẽ được ăn gà rán thỏa thích, đây là điều kiện mà Yugan đưa ra trước khi quyết đấu. Sau đó anh còn được chuyển đến phòng giam khác theo như yêu cầu, trước khi đi Yugan không quên nhổ cục xương cho tên đại ca. Nơi anh chuyên tới là khu số 8, nơi đây đều là tay chân của ông trùm Ikho. Bước vào đó không ai nghĩ nơi đây là nhà tù, mọi thứ ở đó đều được trang bị đầy đủ tiện nghi. Trong lúc biệt giam Yugan đã được nghe về chuyện này, nếu không tận mắt chứng kiến chắc anh ta cũng không thể tin được. Ông trùm Ikho bề ngoài là một tù nhân gương mẫu, áo của ông ta mặc là dành cho tù nhân hạng A, tức là nhiều năm liền đều được công nhận là cải tạo tốt. Thế nhưng đó chỉ là về bề ngoài, thực sự ông ta chính là người đang thâu tóm và điều khiển toàn bộ nhà tù này. Bao gồm cả trưởng ngục và cai ngục ở đây, mọi điều ông ta muốn thì chắc chắn sẽ được đáp ứng. Đàn em thân tín của ông ta cũng được hưởng lây đại ca của mình, Ikho đối đãi rất tốt với những kẻ phục vụ mình. Người thân bên ngoài của họ đều được ông ta lo chăm sóc chu đáo. Đối với một tù nhân việc ra ngoài hiển nhiên là một điều cấm kỵ. Thế nhưng Ikho và đám đàn em của mình lại có thể ra vào nhà tù như khu nghỉ dưỡng. Để làm được như vậy ông ta đã dùng rất nhiều tiền để mua chuộc đám trưởng ngục và cai ngục nơi này. Số tiền mà bọn họ nhận được từ Ikho rất lớn, ngay cả đến trưởng ngục cũng là do ông ta đưa lên cái ghế đấy.
Bởi vì ông ta không phải là một tù nhân bình thường, ông ta không phải một kẻ tài phiệt giàu có trước khi vào tù. Toàn bộ những điều này đều do một tay ông ta gây dựng lên. Mặc dù ở trong tù nhưng ông ta vẫn thực hiện các phi vụ làm ăn bên ngoài. Chỉ cần có tiền là có thể thuê ông ta làm mọi chuyện, ngay cả là giết người cũng không ngoại lệ. Cứ đến đêm là đàn em của ông ta sẽ thay đồ và đi ra ngoài dưới sự giúp đỡ của cai ngục. Mục tiêu và nhiệm vụ sẽ được người môi giới thông báo thông qua trưởng ngục. Thuộc hạ của ông ta đều là những tay sừng sỏ nhất trong một lĩnh vực cụ thể, từ lính đặc công của quân đội cho đến bác sĩ tài giỏi, chuyên gia phá ghét. Công việc của ông ta luôn được lên kế hoạch trước một cách tỉ mỉ, có cả một đội ngũ quân sư tư vấn cho Xô về kế sách của mỗi phi vụ. Nhờ đó mà phi vụ nào cũng chót lọt và không để lại dấu vết gì. Gần đây nhất có một lão giám đốc tài chính vì trốn thuế mà bị điều tra, ông ta đang lên kế hoạch bỏ trốn sang Việt Nam. Chưa kịp nghĩ xem ăn phở tái gàu hay tái nạm thì bỗng ba kẻ bịt mặt xông vào phòng ông ta. Bọn chúng là những thuộc hạ của ông Trùm Xô, bọn họ nhanh chóng vào việc, dùng dao uy hiếp ông ta. Sau đó dàn dựng hiện trường thành một vụ sốc thuốc, tất cả được thực hiện một cách nhẹ nhàng. Nhưng lúc này nảy ra biến số, tình nhân của ông ta bất ngờ từ đâu đi ra. Thế là họ cũng xử luôn cả cô nàng để tránh hậu họa, xong việc cả nhóm lại trở về nhà tù. Mặc lên người bộ quần áo tù nhân rồi rời đi không một dấu vết. Cảnh sát tới khám nghiệm hiện trường cũng không thể phát hiện ra gì cả. Một ngày nọ, giám đốc nhà tù bất ngờ tới kiểm tra. Ông ta đến mà không báo trước làm cho ngục trưởng bị một phen khốn đốn. Có vẻ như ông ta đã nghe ngóng được gì nên mới chủ đích tới đây. Sau khi giám đốc dạo quanh một vòng nhà tù, bỗng một khu nhà kính bất thường thu hút ông ta. Thấy chỗ đó có vẻ đáng ngờ, ông ta liền đi qua đó. Nhà kính này vốn là trụ sở của ông Trùm Xô và đám thuộc hạ. Yu Gan lúc này vô tình đang ở đây phát hiện ra ông ta trước. Đám thuộc hạ của Xô cũng nhanh chóng phản ứng. Nhưng Xô từ bên trong bước ra lại bị lão giám đốc nhận mặt. Hóa ra ông Trùm này trước đó đã từng ở trại mà lão ta làm trưởng ngục. Có vẻ ấn tượng của ông ta về ông Trùm không hề tốt. Thấy Xô mặc áo tù nhân hạng A, ông ta liền bắt bẻ. Đứng trước sự khiêu khích của ông ta, Xô đã cố gắng kiềm chế. Nhưng cuối cùng vì không thể nhịn nổi nên đã định phản kháng. Tất cả mọi người ở đó đều không dám lên tiếng. Tên ngục trưởng cũng không ngoại lệ vì hắn không có tiếng nói gì giữa hai người này. Khi ông Trùm Xô định với lấy cái kéo thì bỗng Yu Gan đứng ra gây rối. Việc làm này của anh đã thu hút đám quản ngục, vì thế mà ông Trùm Xô mới được tên giám đốc bỏ qua. Hắn rời đi trong sự bực tức và để lại mọi chuyện cho ngục trưởng giải quyết. Yu Gan sau lần đó lại được một trận tẩm quất toàn thân và ghé thăm phòng biệt giam vài ngày. Hình như anh rất thích được vào đó nên mới thường xuyên gây chuyện như vậy. Tuy nhiên hành động của Yu Gan đã giúp anh có được lòng tin từ ông Trùm. Trong khi những đàn em thân tín của ông ta không ai dám lên tiếng thì một người xa lạ như Yu Gan lại đứng ra giải vây. Vì thế mà ông Trùm đã đến tìm gặp Yu Gan, ông ta nói sẽ đãi anh một món bất kỳ. Thế là Yu Gan bảo mình muốn ăn sashimi, tưởng khó nhưng ấy thế mà Xô thực sự đưa anh ra ngoài thật. Khi được mang ra ngoài, Yu Gan còn phấn khích bảo đây chẳng phải là vượt ngục công khai ư. Sau đó ông ta đưa anh tới một quán ăn ven biển, đích thân ra tay chế biến món gỏi cá cho Yu Gan. Hai người uống rượu trò chuyện, Yu Gan nói rằng mình rất ghen tị với ông Trùm, bởi vì anh cũng muốn có một cuộc sống sung sướng trong này giống ông ta. Lúc này Xô cũng mở lời mời Yu Gan tham gia làm việc cho ông ấy. Ngay lúc này cũng đang có một việc cần tới anh ra tay, nghe nói anh được mệnh danh là tử thần của tội phạm. Ông Trùm Xô hiện tại đang cần tìm một tên đàn em bỏ trốn trong quá trình thực hiện phi vụ cướp tiền. Để làm phi vụ này ông ta còn chịu chơi chuyển một tù nhân chuyên về thuốc nổ từ nhà tù khác tới đây. Bọn họ tấn công vào một văn phòng bất động sản, nhanh chóng xử đẹp đám bảo vệ của nơi này. Nhìn cách thức ra tay của bọn họ quả đúng là quá chuyên nghiệp, ngay sau khi lấy được đồ trong két sắt bọn vội vàng rời đi. Nhưng lúc này lại phát sinh vấn đề, một tên trong số chúng bỗng định cướp lấy túi hàng rồi bỏ chạy. Tuy bọn họ đã lấy được túi hàng đó nhưng trong quá trình đuổi theo hắn thì gây tai nạn giao thông nên đã để tuột mất tên đó. Việc của Yu Gan lúc này là phải tìm cho ra được hắn, nếu để hắn bị bắt ở ngoài đó, mọi chuyện ông Trùm Xô làm trong nhà tù này sẽ bại lộ. Đổi lại nếu làm được, Yu Gan sẽ được $100,000. Nghe thấy vậy Yu Gan ngay lập tức đồng ý, vì từng là một cảnh sát giỏi nên những chuyện này không khó đối với anh. Thêm nữa việc được bảo kê ra ngoài tự do như này anh cũng nhanh chóng phát huy nghiệp vụ của mình. Dựa vào mối quan hệ và độ hiểu biết của mình với đám tội phạm, Yu Gan nhanh chóng tìm được một tên đồng bọn của kẻ bỏ trốn kia. Thông qua hắn bọn họ tìm được vị trí của tên đó. Sau khi mai phục cuối cùng hắn cũng lộ diện. Một tên đàn em của Xô lao ra bắt hắn, nhưng vì bọn chúng đông người nên Yu Gan phải ra tay giúp đỡ. Trong quá trình truy bắt tên đàn em của ông Trùm bị hắn tấn công bất ngờ, may mà lúc này Yu Gan lao ra kịp. Rất nhanh anh dùng khả năng của mình để tóm gọn hắn, mọi việc cứ thế được anh giải quyết gọn gàng. Những tên phản bội ông Trùm Xô chỉ có một kết cục duy nhất, ông ta cho hắn tự đứng lên giá treo cổ, nếu không sẽ giết cả nhà hắn ta. Yu Gan chứng kiến cảnh đó cũng có phần kinh sợ, anh định quay đầu rời đi thì bị chặn lại. Nhưng hóa ra là ông Trùm trả tiền cho anh như đã hứa chứ không phải diệt khẩu. Từ đó trở đi, Yu Gan trở thành một trong những tay chân của Xô. Bước đi trong nhà tù này những tù nhân khác cũng phải dè chừng anh phần nhiều. Anh cũng dần có được vị trí trong số các đàn em thân tín của ông ta. Tuy nhiên tính cách ngông nghênh bố đời của anh đã khiến những tên đàn em khác của ông Trùm ngứa mắt. Nhưng phải nói ông ta thực sự coi trọng Yu Gan nên mới yêu ái anh như vậy. Ông ta thẳng tay cảnh cáo đàn em của mình trước mặt Yu Gan, chỉ vì hắn muốn gây chuyện với anh. Điều đó đã cho thấy vị thế của anh trong nhà tù đó chỉ đứng sau ông Trùm Xô. Tuy nhiên đi theo ông Trùm Xô một thời gian, Yu Gan gần như đã trở thành một con người khác. Anh đã trở nên tàn nhẫn hơn trước rất nhiều,
Tên đàn em của ông trùm trước đó định xin của anh một cánh tay, thì giờ hắn lại bị anh cắt một tay vì phản bội lại ông trùm. Tất cả mọi chuyện đều do tên đại ca bị Yugan cắn nát tai gây ra. Từ khi bị Yugan đánh bại, hắn ta luôn nuôi ý định trả thù Ichigo và Yugan. Hôm đó có một doanh nghiệp tới tài trợ cơ sở vật chất cho nhà tù. Thực chất hắn là tên môi giới của ông trùm Ichigo ở bên ngoài, mọi phi vụ làm ăn đều do hắn ở bên ngoài sắp xếp. Ông trùm Ichigo chỉ cần lên kế hoạch và tiến hành. Thế nhưng hôm nay hắn tới đây là vì chuyện khác. Yugan cũng bị đuổi ra bên ngoài, chỉ còn ông trùm Ichigo trực tiếp làm việc với hắn ta trong đó. Vì tò mò nên anh đã bí mật theo dõi xem chúng làm gì. Không ngờ ngoài việc đâm thuê chém mướn, ông trùm Ichigo còn đụng tới hàng trắng. Xem ra các nguồn thu của ông ta chủ yếu là từ món hàng này. Đúng lúc đó, một nhóm người kéo tới, đi đầu là tên đại ca kia, chúng đánh ngất thuộc hạ canh cửa. Sau đó xông vào bên trong quay lấy ông trùm, hóa ra tên đại ca muốn gây dựng thế lực mới, lần này đúng là hắn muốn chơi lớn khi mà kéo cả đám tới đây. Tuy nhiên chúng chưa từng thấy ông trùm Ichigo ra tay nên mới dám ngông cuồng như vậy. Hôm nay ông ta sẽ cho chúng thấy mình thực sự đáng sợ như thế nào. Ichigo tóm lấy một tên đàn em, sau đó đè hắn xuống dùng thìa móc mắt hắn. Ông ta bảo rằng đã nuốt mắt của 9 người rồi, nếu lần này ông ta còn làm thế nữa sẽ bị kết án tử hình. Tên đại ca chứng kiến cảnh đó đã quỳ dập xuống đất xin tha mạng. Ông trùm thấy hắn đã chịu thua nên cũng không làm tới nữa. Nhưng ngay sau đó tên đại ca nhân lúc ông ta không để ý, lao lên đâm ông ta. Ichigo bị hắn đâm một nhát bất ngờ nên không còn sức phản kháng. Ngay khi tình thế nguy cấp, Yugan một lần nữa lại xuất hiện đúng lúc và cứu ông ta một mạng. Một mình anh đang đối đầu với toàn bộ đàn em của tên đại ca, xem ra không dễ gì để hạ gục được tất cả chúng. Yugan đã phải hứng chịu không ít vết thương khi dám làm hỏng chuyện của chúng. May là năng lực đánh đấm của anh đủ sức trụ được. Ông trùm Ichigo cũng dùng hết sức lực còn lại giúp Yugan một tay, chỉ đến khi đám cai ngục tới mọi chuyện mới dừng lại. Nhưng trước khi bị đưa đi, tên đại ca vẫn còn cắn trộm Yugan một gậy vào đầu khiến anh bất tỉnh. Sau lần này Yugan lại càng được Ichigo tín nhiệm hơn nữa. Về phía tên đại ca, tất nhiên là sau khi hắn gây ra chuyện đó sẽ không yên ổn được trong nhà tù này nên bị chuyển đi nơi khác. Đây là mục đích thực sự của hắn. Trước khi đi hắn còn không quên chửi bới đám tù nhân chán chê. Thế nhưng hắn đâu biết được, đó là lần cuối hắn nhìn thấy ánh mặt trời. Trên đường di chuyển giám thị cho hắn xuống đi vệ sinh, nhưng lúc hắn đang vươn vai tận hưởng thì bọn họ lại lên xe rời đi. Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một chiếc xe lao tới tông trực diện vào hắn. Thế mới nói động tới ông trùm Ichigo không có cái kết cục tốt đẹp nào. Lúc này bên trong nhà tù, ông trùm Ichigo đang tập trung đám đàn em lại, ông ta phải tìm ra kẻ phản bội trong tổ chức của mình. Cái tên đố kỵ với Yugan chính là kẻ đó. Hắn sợ hãi quỳ sụp xuống cầu xin vì biết rằng không thể giấu giếm được. Trước đó tên đại ca kia đã lợi dụng việc hắn bị ông trùm đánh, nói rằng Yugan sẽ hất cẳng hắn ta nên sẽ không còn ai theo phe hắn nữa. Nếu không hành động hắn sẽ không còn chỗ đứng trong nhà tù này. Còn tên đại ca thì muốn gây dựng lại thế lực của mình. Do đó chúng đã lên kế hoạch cho việc thay đổi người nắm giữ nhà tù. Lúc này lại không có ai dám đứng ra trừng phạt hắn thay ông trùm, chỉ có Yugan là người khác biệt với những người khác. Dù không muốn nhưng anh ta vẫn phải làm điều đó. Đây là lần đầu Yugan ra tay làm hại một người khác. Thực ra anh không hề muốn làm chuyện đó. Anh đã phải tự dằn vặt mình về những điều mình gây ra. Từ một cảnh sát chính nghĩa, Yugan lại trở thành một người như bây giờ. Tất cả đều có nguyên do của nó. Thực ra Yugan chưa bao giờ từ bỏ công việc cảnh sát của mình. Anh có mặt ở nhà tù này, tất cả đều do sắp đặt từ trước. Vì thấy nhà tù này có điểm nghi vấn nên anh đã quyết định tự thâm nhập vào đó để tìm hiểu mọi chuyện. Trước đó có rất nhiều vụ án xảy ra không để lại dấu vết. Có thông tin cho rằng ông trùm Ichigo là kẻ đằng sau tất cả. Nhưng hắn lại đang ở trong tù thì làm cách nào có thể giết người được. Người đưa ra nghi vấn chính là anh trai của Yugan. Nhưng vì anh ta chỉ là một nhà báo nên không thể làm gì chúng được. Anh ta chỉ có thể tìm tới Yugan. Nhưng anh lại phớt lờ những gì anh trai mình nói. Để rồi cuối cùng anh phải hối hận cả đời. Anh trai của Yugan đã bị sát hại khi cố gắng tìm hiểu về ông trùm Ichigo và những bí mật của ông ta. Mà sau cái chết của anh trai mình, cảnh sát cũng không thể làm gì vì không có chứng cứ. Yugan quyết không từ bỏ vụ án, nên đã xin cấp trên để mình thâm nhập vào bên trong nhà tù đó để tìm hiểu mọi chuyện. Ngay từ khi anh vào đây đã nhắm đến ông trùm Ichigo làm mục tiêu của mình, anh phải tiếp cận và chiếm được lòng tin của ông ta. Việc Yugan thực hiện những hành vi phạm tội cũng là để phục vụ cho việc phá án. Các hành động mờ ám của ông trùm Ichigo bên trong nhà tù đã dần dần bị anh thu thập lại. Anh cũng đã lợi dụng những buổi lao động để đột nhập vào phòng của trưởng ngục tìm kiếm thêm chứng cứ. Hắn có được vị trí như ngày hôm nay đều là do ông trùm Ichigo dùng tiền đưa hắn lên. Bảo sao hắn cũng không dám cãi ông ta chỉ nửa lời. Ông ta đưa hắn lên được thì cũng dìm hắn xuống được. Yugan còn phát hiện tên ngục trưởng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của hắn. Sau mỗi lần giao dịch với tên môi giới của ông trùm Ichigo, hắn đều ghi âm lại để giữ cho mình một đường lui. Không biết một ngày nào đó ông trùm Ichigo sẽ đá hắn ra khỏi đường dây của ông ta. Nhưng tên trưởng ngục chưa phải là người quyết định tất cả. Cấp trên của ông ta đã đánh hơi được hoạt động của ông trùm Ichigo và không có ý định bỏ qua cho cả tên trưởng ngục. Vì uy hiếp tới công việc làm ăn của mình nên ông trùm Ichigo không thể làm ngơ. Ông ta phải hành động trước khi quá muộn. Yugan tham gia với ông trùm Ichigo lần này, nhưng anh không biết trước được họ sẽ làm gì vào hôm nay. Thì ra là tên giám đốc nhà giam đã nằm trong tay ông ta. Một lần nữa Yugan lại chứng kiến sự độc ác của ông trùm. Tên giám đốc đang bị đưa vào trong một máy nghiền sắt vụn. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài phút và ông ta đã trở thành một đống thịt bầy nhầy. Có điều sau khi chứng kiến cảnh đó, Yugan mới phát hiện ra mình đã bị lộ.
Trước khi anh và ông ta ra ngoài hôm nay, anh đã tìm cách thông báo cho cấp trên của mình để tóm gọn bọn Xo một mẹt. Tuy nhiên, đội đặc nhiệm tìm tới địa chỉ mà Yugan báo lại không phát hiện được gì cả. Những lần Yugan âm thầm gặp mặt sếp của mình đã tới tai của ông trùm, hay lúc anh liên lạc với sếp còn bị ông ta nhìn thấy. Dù đã nhiều lần được cấp trên cho rút lui vì sợ anh gặp nguy hiểm, nhưng anh vẫn nhất quyết ở lại. Anh phải tự tay bắt ông trùm Xo chịu sự trừng phạt trước pháp luật. Thế nhưng trên đường đi, ông ta đã đột ngột thay đổi địa điểm hành động. Ông ta biết được đã có kẻ phản bội trong đường dây của mình. Sếp của Yugan cũng nhận ra là việc này bại lộ, nhưng ông không thể xin chi viện từ cấp trên nữa. Chỉ có thể một mình lái xe tới nhà tù, nhưng không hề biết rằng đàn em của ông trùm đã theo sát mình. Lúc này ông ta mới bắt đầu vạch trần Yugan, sau đó đưa điện thoại nối máy với tên đàn em cho anh nghe. Của sếp anh từ đầu dây bên kia truyền tới thảm thiết làm anh không thể bình tĩnh được. Anh đã cầu xin ông trùm Xo tha cho cấp trên của mình, thế nhưng ông ta không những không dừng tay mà còn định thủ tiêu cả anh. Ông ta tiết lộ mình chính là người đã sát hại anh trai của Yugan. Anh rất tức giận nhưng lúc này không thể làm gì được. Đúng lúc này tên trưởng ngục đi tới, hắn cũng phát giác Yugan là nội gián nên bảo ông trùm mau xử đẹp anh. Tuy nhiên ông trùm vẫn dùng giọng cấp trên khiến hắn nổi khùng rút súng ra. Hắn cũng định nhân cơ hội này khử luôn cả ông ta, nhưng một tay còn run tới mức còn không cầm chắc súng, do đó đã bị ông ta tiễn sang thế giới bên kia bằng một viên đạn. Trưởng ngục mới ngay lập tức đã được ông ta chỉ định. Ông ta cũng nảy ra ý định đổ mọi tội lỗi cho Yugan sau khi xử lý mọi việc. Thế nhưng ý chí sống còn của anh rất cao. Anh không thể dừng lại khi đã vượt qua mọi khó khăn để đi được đến hôm nay. Cũng may là một thuộc hạ của ông trùm Xo đứng đó đã mủn lòng. Anh ta nhân lúc bọn chúng không chú ý đã ngắt cầu giao điện. Yugan lợi dụng bóng tối đánh hạ mấy tên ở đó, nhưng không may anh đã bị trúng đạn. Anh chạy trốn được ra bên ngoài, lúc này lệnh báo động khẩn được phát toàn nhà tù. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì Yugan được đàn em lúc trước của mình hỗ trợ. Lần này, anh quyết định chơi lớn một phen với ông trùm Xo. Anh tìm tới căn cứ của ông ta nhưng không có ai ở đây cả. Bên kia ông trùm cũng đã cho đóng cổng nhà tù và truy lùng anh. Yugan chỉ còn cách làm cho nhà tù này sáng nhất đêm nay. Đầu tiên anh cho đốt khu nhà kính. Kế đó anh và đàn em mang bình ga vào nhà xưởng. Khi bên phía nhà tù đang chống chế với cảnh sát rằng báo cháy chỉ là một tai nạn, một vụ nổ lớn phát ra, Yugan thực sự tất tay trong pha này rồi. Nếu cảnh sát tới đây, mọi tội ác của ông trùm Xo trong nhà tù này sẽ bị phanh phui. Tình thế như vậy, hắn ra lệnh cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài để không có người tới giúp. Nhưng điều đó vô tình đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Bọn họ ngay lập tức được điều động tới nhà tù. Trong khi đám đông tù nhân đang vội vã dập lửa, ông trùm cũng bước ra xem xét tình hình. Bỗng một loạt đạn vang lên, là Yugan đứng trên tháp canh bắn. Anh ngắm súng về phía ông trùm. Tuy nhiên anh lại không bắn ông ta mà biểu thị muốn đánh nhau sòng phẳng. Đường đường là kẻ đứng đầu nhà tù, ông ta bị khiêu khích như vậy cũng cầm lấy thanh sắt đi lên chỗ Yugan. Hai người xông vào đánh nhau tới tấp. Ban đầu Yugan có lợi thế hơn. Anh tóm được ông trùm, đè ông ta ra ngoài lan can, sỉ nhục ông ta trước toàn thể tù nhân. Nhưng lúc này cảnh sát cũng đã ập tới. Trong một khoảnh khắc ông trùm phản công lại, nhưng vì cảnh sát ở dưới quá ồn ào khiến ông ta dừng lại. Ngay lúc này Yugan tóm lấy cơ hội đánh ông ta như tử. Khi anh định kết liễu ông ta thì lũ cảnh sát vô dụng lại lắm lời, khiến anh chần chừ vì muốn ông ta phải chịu trừng phạt trước pháp luật mà không ra tay. Ông trùm tóm lấy mảnh kính đâm anh rồi lao lên phản công. Chẳng mấy chốc anh đã bị đánh tới mức không đứng dậy nổi. Khi ông trùm Xo định kết liễu Yugan thì đội bắn tỉa đã ngắm sẵn vào ông ta. Lúc này ông ta mới nhận ra mình đã mất tất cả mọi thứ. Mọi thứ ông ta gây dựng đã sụp đổ. Tuy nhiên ông ta có chết cũng phải kéo Yugan đi theo. Cũng may cảnh sát kịp thời nổ súng tiêu diệt ông ta. Yugan đã hoàn thành nhiệm vụ mà không phải ai cũng dám làm. Anh đã thành công phá được đường dây phạm tội do ông trùm Xo cầm đầu trong nhà tù này. Thế nhưng kết cục thì những điều anh gây ra khi ở cùng ông trùm Xo là không thể bỏ qua. Yugan sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật về những điều mình đã làm. Mặc cho đóng góp của anh như nào thì anh vẫn phải nhận án tù. Nhưng anh vẫn cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng anh cũng báo thù được cho anh trai của mình. Giờ anh không cảm thấy sợ nhà tù nữa, vì thời gian mỗi người đều như nhau mà thôi. Bộ phim tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ 10 điểm review nhé.